Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2022 và đón Tết cổ truyền dân tộc Nhâm Dần năm 2022. Sáng ngày 20 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức lễ dân hương và đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Núi Sam và mộ 47 liệt sĩ khuyết danh phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc. Tham dự lễ có đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đinh Giang Bảo. Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố Châu Đốc đã tiến hành dâng hương, vòng hoa tươi thắm lên đài tưởng niệm các liệt sĩ để thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lễ viếng nhà bia ghi danh liệt sĩ và mộ 47 liệt sĩ khuyết danh vào dịp Tết Nguyên Đán được thành phố tổ chức thường niên mỗi độ Tết đến xuân về với ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Để xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Châu Đốc nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa thành phố ngày một phát triển, đồng thời quan tâm chăm lo hơn nữa đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, giữ trọn đạo lý uống nước nhớ nguồn.